Chào mừng em học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học chương trình môn toán lớp 6 sách cánh diều. Thì trong bài này, chúng ta sẽ học cách vẽ hình lục giác đều trên phần mềm Jabra. Thứ tự thực hiện các bước thì các em có thể quan sát và đọc trong sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa thì người ta đã hướng dẫn rất là chi tiết, rất là cụ thể. Rồi sau khi đọc tất cả các bước hướng dẫn trong sách giáo khoa, thì bây giờ mời các em chúng ta vào luôn phần thực hành. Quan trọng là phần thực hành. Các em chỉ cần thực hành 1 đến 2 lần là các em có thể làm được. Rồi, let's go. Trước hết là các em khởi động phần mềm Jabra lên. Rồi. Bước 1 là chúng ta sẽ vẽ đoạn thẳng AB. Chọn công cụ vẽ đoạn thẳng. Được chưa? Công cụ ở ô thứ 3. Các em chọn công cụ vẽ đoạn thẳng. Các em click vào một điểm bất kỳ tại vị trí mà các em muốn vẽ. Bây giờ các em muốn vẽ độ dài cạnh của lục giác đều là bao nhiêu thì tùy ý, các em kéo dài đến vị trí mà các em muốn vẽ. Các em click vào. Giả sử chúng ta muốn vẽ cạnh của hình lục giác đều là dài gấp 4 lần cạnh của một ô vuông. Các em click vào. Được chưa? Sau khi vẽ được đoạn thẳng AB rồi, bây giờ các em sẽ vẽ hình tròn tâm A đi qua B. Chọn công cụ vẽ hình tròn khi biết tâm và một điểm trên hình tròn. Công cụ thứ 6. Đường tròn khi biết tâm và một điểm trên đường tròn. Bây giờ các em vẽ đường tròn tâm A đi qua B. Vẽ đường tròn tâm A, các em click vào điểm A. Các em dê chuột ra. Mở rộng bán kính của đường tròn. Khi điểm B nằm trên đường tròn, các em click vào điểm B. Vẫn dùng công cụ này, các em sẽ vẽ đường tròn tâm B và đi qua A. Vẽ đường tròn tâm B, các em click vào điểm B. Các em dê chuột để mở rộng bán kính của đường tròn ra. Khi điểm A nằm trên đường tròn, các em click vào điểm A. Tiếp theo là các em xác định hai giao điểm của hai đường tròn này bằng cách là các em sẽ chọn ô thứ hai. Các em tìm công cụ là giao điểm của hai đối tượng. Các em click vào giao điểm thứ nhất. Click vào giao điểm thứ hai. Chúng ta xác định được hai giao điểm là C và D của hai đường tròn. Tiếp theo, các em quay lại công cụ vẽ đường tròn khi biết tâm và một điểm trên đường tròn. Các em click vào công cụ này. Các em vẽ đường tròn tâm C và đi qua A. Vẽ đường tròn tâm C thì các em click vào điểm C. Mở rộng bán kính của đường tròn ra. Khi điểm A nằm trên đường tròn thì các em click vào điểm A. Tiếp theo là các em vẽ đường tròn tâm D. Vẽ đường tròn tâm D và đi qua A. Các em click vào điểm D. Mở rộng bán kính của đường tròn ra. Khi điểm A nằm trên đường tròn, các em click vào điểm A. Tiếp theo là các em xác định giao điểm. Các em lại chọn công cụ giao điểm của hai đối tượng. Được chưa? Giao điểm của hai đối tượng. Các em chọn vào giao điểm này. Chọn vào giao điểm này. Được chưa? Rồi. Tiếp theo, các em sẽ dùng công cụ vẽ đường thẳng. Đường thẳng đi qua hai điểm. Được chưa? Các em vẽ đường thẳng qua hai điểm. Các em chọn công cụ này. Sau đó là các em click vào điểm A. Tiếp theo click vào điểm B. Chúng ta vẽ được một đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Tiếp theo các em chọn công cụ giao điểm của hai đối tượng. Chọn công cụ giao điểm của hai đối tượng. Các em xác định giao điểm của đường thẳng vừa vẽ và đường tròn. Các em click vào giao điểm này.
Bây giờ các em sẽ dùng công cụ 1, 2, 3, 4, 5, công cụ thứ 5. Các em chọn vào công cụ đa giác. Các em click vào điểm E, kéo sang điểm C, click vào điểm C, kéo sang điểm B, click vào điểm B, kéo sang điểm D, click vào D, kéo sang F, click vào F, kéo sang G, click vào G, kéo sang E, click vào E. Được chưa? Rồi, trước hết là thầy giáo tô đậm lên cho các em dễ nhìn này. Chọn vào công cụ này, chọn vào ô tô màu này. Các em kéo cái thanh thể hiện độ đậm nhạt của màu lên. Được chưa? Đấy. Như vậy là chúng ta vừa vẽ được hình lục giác đều. Bây giờ các em sẽ ẩn những đối tượng không cần thiết đi, chọn vào hình tròn. Rồi trước khi chọn là các em phải thoát khỏi cái công cụ này đã này. Các em click vào công cụ di chuyển này, được chưa? Click tại một điểm bất kỳ trên khung làm việc này. Như vậy là chúng ta thoát khỏi cái công cụ vẽ đa giác đều rồi. Bây giờ các em chọn một hình tròn, các em click chuột phải, chọn hiển thị đối tượng. Ở đây đối tượng nó đang được hiển thị, chỗ này nó có dấu check này, tức là đối tượng đang được hiển thị. Bây giờ các em click vào cái dòng này thì đối tượng nó sẽ ẩn đi. Tương tự đối với hình tròn tiếp theo, hiển thị đối tượng, click vào, chọn hình tròn, click chuột phải, chọn dòng hiển thị đối tượng, click vào. Tiếp theo, chọn hình tròn, click chuột phải, chọn dòng hiển thị đối tượng, click vào. Đối với đường thẳng cũng vậy. Rồi ở đây các em muốn ẩn luôn cái đoạn thẳng AB này thì các em click vào đoạn thẳng AB này, click chuột phải, rồi chọn hiển thị đối tượng, nó đang có dấu check này, các em tắt đi, các em click vào dòng này, các em tắt đi. Rồi ở đây chúng ta nhận thấy này, trong hình này người ta còn ghi là E1, C1, B, D1. Đây chính là tên của mỗi đoạn thẳng. Các em muốn ẩn những cái tên này đi. Ví dụ các em muốn ẩn chữ E1 này đi, các em click vào E1 này. Được chưa? Click trực tiếp vào đoạn thẳng này. Các em bấm chuột phải này. Ở đây nó có hai dòng hiển thị đối tượng, hiển thị tên. Nếu các em click vào dòng hiển thị đối tượng thì nó sẽ ẩn cái đoạn thẳng này đi. Muốn ẩn tên thì các em sẽ click vào dòng hiển thị tên. Dòng hiển thị tên này nó đang có dấu check, các em click vào dòng này thì nó sẽ ẩn đi. Được chưa? C1 hiển thị tên này, B hiển thị tên này, D hiển thị tên này, F hiển thị tên này. Được chưa? G1 hiển thị tên này. Rồi như vậy là chỉ còn lại hình lục giác đều. Điểm A này thì nó chính là tâm của hình lục giác đều. Các em muốn ẩn luôn cái điểm A này thì các em phải chọn là hiển thị đối tượng. Được chưa? Rồi bây giờ các em muốn tô màu cho hình lục giác này thì các em click vào biểu tượng này. Các em chọn vào hình lục giác đều trước. Chọn vào biểu tượng này. Ô tô màu đây. Các em tăng độ đậm lên. Được chưa? Không thích thì các em chọn màu khác này. Dấu cộng để thêm màu này. Rồi. Rồi bây giờ các em muốn vẽ hình lục giác đều này một cách nhanh nhất thì trên thanh công cụ các em chọn ô thứ 5. Chọn vào công cụ đa giác đều để các em vẽ lục giác đều nha. Các em click một điểm tại vị trí bất kỳ mà các em muốn vẽ. Rồi sau đó là các em sẽ xác định độ dài của cạnh lục giác đều. Ví dụ ở đây thầy giáo muốn cạnh của hình lục giác đều nó dài gấp 3 lần cạnh của một ô vuông. Thầy giáo click tiếp. Được chưa? Phần mềm hỏi chúng ta muốn vẽ đa giác đều này có mấy cạnh. Ở đây chúng ta vẽ lục giác đều, vậy các em vẽ là 6 cạnh. Các em điền là 6, 6 điểm, bấm OK. Rồi chọn vào ô di chuyển này, bấm và giữ chuột trái này để di chuyển hình lục giác đều tới vị trí mong muốn này. Các em có thể tô màu.
tăng độ đậm lên này, chọn màu khác này, được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta vừa thực hành vẽ hình lục giác đều trên phần mềm Jabra. Rồi, như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.